các bạn. Hôm nay mình đã có mặt tại trung tâm làng cổ Đơn Sơn An Lạc. Hôm nay đại hội giới trẻ cũng là lễ lá kỷ niệm Chúa Giêsu và thành thánh Jerusalem. Đúng rồi, tự khen bằng một thế. Vỗ tay. Ok. Bây giờ mình cứ vỗ thôi cho nó nóng người lên được không? Bây giờ tất cả vỗ một cái thôi nhá. Là vỗ một cái thôi. 2 3. Giơ tay lên cao đi đầu nào. Giơ tay cao lên đầu. Đúng rồi. Đấy, rồi trông rất đẹp. Camera ly hộ cái. Giơ cao lên, giơ cao lên. Vỗ một cái nhá. 2 3. Vỗ 2 cái. 2 3. 3 cái. Vỗ 4 cái. 5 cái. Bây giờ nó sẽ là như này. Để tay thấp thì vỗ nhẹ nhẹ, vỗ nhẹ nhẹ. Để tay lên cao, vỗ mạnh mạnh. Để tay lên cao, vỗ mạnh nữa. Thôi, hất tay như thế này thì mình hô là đùng một phát, được không? Có biết kiểu mình tự làm pháo ấy. Thử nhá. Tay lên cao. Tay đâu? Giữa cao lên đâu? Đúng rồi. Nhẹ nhàng này, vỗ nhẹ nhàng. Ôi nhà, Hân hoan đoàn con, ok, một cái bài nữa mà lên đây các bạn đồng đông phải hướng chung mình hay hát ở giáo xứ, các bạn chúc mừng một ngày thật vui, chúc mừng ngày lễ tuyệt vời. Xin các cha trả lời các câu hỏi của các bạn. Xin các cha trả lời các câu hỏi của các bạn. Xin các cha trả lời các câu hỏi của các bạn. Xin các cha trả lời các câu hỏi của các bạn.
xin các bạn là xin trân trọng kính mời quý cha trách tây trà của chúng ta cũng như quý cha xứ là các bạn các bạn đồng thái của mình xin mời quý cha trở lên cùng sân khấu này để chúng ta cùng đón tiếp. Còn xin mời âm nhạc để cho giờ đây xin được trao lại lời cho cha Luân là người dẫn chương trình hôm nay. Xin nhờ đại diện cha Luân một tràng pháo tay. Con xin kính mời đức cha, con xin kính mời đức cha tiến ra đại đàn. Khi đức cha tiến ra, chúng ta đứng lên vỗ tay và hát.
các bạn trẻ quyết tâm. Hân hoan đón con vui mừng đón đức cha, con ta hòa vinh của Chúa bao la. Hôm nay đón con mừng ngày ra đất thân, ban sự soi cho đoàn chúng con. Hôm nay đón con vui mừng đón đức cha, con ta hòa vinh của Chúa bao la. Hôm nay đón con mừng ngày ra đất thân, ban sự soi cho đoàn chúng con. Trọng kính đức cha giáo phận, hôm nay cùng với toàn thể giáo hội, chúng con hân hoan để tìm nơi đức cha để khai mạc tuần thánh bằng việc cử hành lễ lá tưởng niệm việc đón Chúa Giêsu vào thành thánh Jerusalem, và đặc biệt theo truyền thống tốt đẹp của giáo phận, kể từ khi đức cha về với giáo phận chúng con, đức cha đã đặt ngày này là ngày lễ của giới trẻ trong giáo phận, với mục đích kết nối những người trẻ trong giáo phận thuộc mọi thành phần khác nhau, những người trẻ đang sống đời sống hôn nhân gia đình, học sinh, sinh viên công giáo, huynh trưởng, tu sĩ, giúp những người trẻ chúng con hiểu đúng giá trị và con đường lên thánh trong ơn gọi của mình, và giúp những người trẻ chúng con sống tinh thần 85 năm thành lập giáo phận Thái Bình, cũng là tinh thần chung của bề trên giáo phận đã dành cho chúng con, đó là tự nguyện sẵn sàng hy sinh và phục vụ. Điểm đến là đức cha cũng giúp cho chúng con có cơ hội thánh giao hòa với Chúa, hòa giải với anh chị em, hầu chuẩn bị tâm hồn mừng Chúa phục sinh sắp tới. Và hôm nay, chính vì thế hôm nay giới trẻ chúng con thể tìu về đây để quây quần bên đức cha với tất cả lòng biết ơn và lòng kính mến cũng như niềm vui mừng. Chúng con nổi lên một tràng pháo tay nữa để chào mừng và cảm ơn đức cha. Giờ đây hơn 3.000 bạn trẻ chúng con từ khắp nơi rất muốn được mong mỏi lắng nghe những lời huấn dụ của đức cha, con xin kính mời đức cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, hôm nay 2.000 năm trước Chúa được rước vào thành thánh Jerusalem trên một con lừa và rồi kết thúc một cách đầy quảng đại hy sinh trên thập giá, hoàn tất mầu nhiệm cứu độ nhân loại của chúng con. Hôm nay chúng con những người trẻ tương lai đầy hy vọng của hội thánh của Chúa, cái riêng hội thánh tại địa phương giáo phận Thái Bình và Hưng Yên, chúng con vui mừng cảm tạ Chúa. Vì trong thời đại còn dịch bệnh Covid, ngày nay chúng con được quy tụ về đây thật là một điều vinh dự, hạnh phúc lớn lao cho chúng con. Và mục đích ngày hôm nay để chúng con được thanh tẩy, được thánh hóa, được gặp Chúa phục sinh sống lại trong trái tim, trong tâm hồn, trong cuộc đời chúng con. Chúng con xin phó dâng quá khứ dĩ vãng, mặc dầu chưa dài của chúng con, nhưng dầu sao cũng là quá khứ dĩ vãng. Chúng con dâng cho Chúa, xin Chúa cho chúng con tận dụng thời gian hiện tại, cách riêng của người trẻ, để chúng con biết sử dụng đúng mức cái hiện tại và cách riêng buổi sáng ngày hôm nay, không nhiều nhưng vô cùng quý báu cho chúng con. Và chúng con cũng xin phó dâng tương lai của chúng con cho Chúa, nhờ các thánh bạn trẻ như thánh trẻ Damin Savio 13 tuổi, thánh trẻ Carlo Acutis 15 tuổi mới được hội thánh phong thánh trong 2 năm qua. Và hôm nay chúng con cũng xin phó dâng con người của chúng con, xin Chúa tiếp tục yêu thương thánh hiến chúng con qua bí tích chữa tội. Và hôm nay chúng con xin được ý thức tái thánh hiến lại cho Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin mời chúng con ngồi.
Kính thưa kính cha và chúng con rất thân mến, có thể lúc này các cha cũng đã đang ngồi tòa để giúp đỡ cho chúng con, và do thời gian không nhiều, cũng như chúng ta vừa cầu nguyện trước khi đi vào một chút phán vỏi đề tài, cha rất là vui mừng có lời chào hân hoan. Kính chào các cha đặc trách ở dưới trẻ và chào tất cả các bạn huynh trưởng cũng như tất cả dưới trẻ của chúng con ngày hôm nay. Do điều kiện thời gian rất là bắn, cha chỉ có 40 phút thôi, cũng đã bị trừ đi gần 10 phút rồi, còn có 30 phút thôi. Thế thì cha vắn tắt như vừa cầu nguyện, và cha cũng rất vui thấy các bạn đang đi hòa giải giao hòa với Chúa. Chúng ta cũng xin tất cả quý cha cố gắng để phục vụ cho nhu cầu thiêng liêng của chúng con. Và chúng con hãy coi cái giờ này có 30 phút thôi như là giờ cầu nguyện, giờ chúng con tâm sự với cái đấng tri kỷ trong cuộc đời của chúng con, nhất là cái tuổi của chúng con đang là cái tuổi của mùa xuân. Chúng ta cũng vừa cầu nguyện nhờ lời chuyển cầu của các thánh trẻ, đặc biệt thánh trẻ Carlo Acutis, cho chúng con đặt lại cái giá trị, cái ý nghĩa đời sống của chúng con. Ngài mới 15 tuổi, ao ước dấn thân vào công nghệ thông tin, và Ngài thích để phổ biến mầu nhiệm Chúa Giêsu thánh thể, và những chỗ nào, nơi nào mà có những phép lạ Chúa Giêsu đã thể hiện qua lòng sùng kính thánh thể, thì Ngài góp và Ngài là truyền giáo bằng cái công nghệ truyền thông thông tin internet hay là các trang mạng. Nhưng Chúa lại gửi cho Ngài một cái thánh giá. Ngài bị ung thư và Ngài đã phải chấp nhận ngưng bỏ hết mọi sự, và cái khao khát của đời Ngài là cống hiến để phục vụ cho người trẻ về ngành công nghiệp thông tin, nhưng Ngài đã phải chấp nhận. Và cha xin chúng con một lần nữa đừng có nói chuyện, có 30 phút thôi, và hôm nay là ân sủng Chúa trong cái mùa dịch bệnh. Nhiều bạn trẻ ốm đau chết và cái hậu quả của Covid nó vẫn còn, và chúng ta thấy khủng khiếp của cái sự cách ly tuyệt vọng. Nhìn vì thế cái sự hiện diện của chúng ta ở đây và cái khẩu trang cũng nói lên cho chúng ta cái tình hình bệnh tật. Thế thì cái khẩu trang cũng hạn chế để chúng ta đừng nói, vì cái nước miếng của chúng ta và cái hít thở của chúng ta nó cũng có thể lây lan qua người khác. Cho nên xin đừng ai nói. Xin cảm ơn chúng ta tiếp tục cái suy gẫm và cái cầu nguyện. Cha, thì như chúng ta biết, cha thích và chủ trương hành động hơn là lời nói suốt. 100, 1000 lý thuyết hay đẹp treo trên pano khẩu hiệu, treo trên tường mà không thực hành được, không đem ra thực hành thì hoàn toàn vô ích. Nói xin lỗi, có một người đã ví thô thiển 100.000 lý tưởng lý thuyết hay mà không thực hành thì không có lời,
bằng cái cục phân. Xin lỗi, phải dùng cái từ đó. Người ta đã nói như vậy. 100, 1000 lý tưởng, lý thuyết hay, tin mừng của Chúa Giêsu cao vời tuyệt vời. Nhưng nếu chúng ta không đem ra thực hành thì đều vô ích, vô nghĩa hết. Còn thực hành hay không là do mình. Mình ai cũng có tự do, ai cũng có ý chí, ai cũng có ý muốn. Người nào làm bất cứ việc gì thì người đó hưởng. Trước khi người khác hưởng thì người đó hưởng, chứ không phải người khác. Ngay cả Chúa, khi chúng ta tới đây, chúng ta chúc, chúng ta lâm đạo thánh giá, chúng ta dâng thánh lễ, ai làm thì người đó hưởng, chứ không phải Chúa hưởng. Không tăng thêm gì ít lời cho Chúa. Có một số người theo truyền thống thói quen làm cái gì cũng cho Chúa, vì Chúa cho nên mới làm. Nói vậy nó đúng, mà chưa phải là đúng lắm. Ai làm cái gì thì người đó hưởng, chứ Chúa chả hưởng gì đâu. Vì Chúa tuyệt đối đầy đủ rồi, cho nên làm bất kỳ cái gì, cả việc nào được như hôm nay, chúng con tới đây không phải Chúa hưởng, cũng không phải người khác, các cha, các thầy hưởng. Ai tới thì người đó hưởng. Và trong ngày hôm nay, chúng con làm cái việc gì thì người nào làm, người đó hưởng. Người nào không làm gì hết thì người đó không hưởng. Theo cái luật rất là nhân quả. Ai gieo thì người đó mới có quyền gặp. Không gieo thì không gặp. Và gieo cái điều gì thì mình gặp cái điều đó, nó rất là tự nhiên, nó là luật tự nhiên. Còn ơn Chúa có thể siêu nhiên, có thể uốn nắn để coi như đi ngược lại cái luật tự nhiên, gọi là phép lạ hay là mầu nhiệm. Còn luật tự nhiên là do Chúa dựng lên như thế. Thế thì Chúa cho mình cái tự do, cái ý muốn. Nên là chúng con người trẻ, bao lâu mình không muốn, Chúa bó tay, Chúa chờ, vì Chúa cho mình cái tự do. Vậy mình tự do, mình muốn làm gì thì làm, nhưng không theo cái nghĩa là tuyệt đối. Mình chỉ tự do khi mình làm điều gì tốt, chứ không phải tự do đốt nhà là được, tự do chửi người khác. Như trên các cái trang mạng bây giờ bảo tôi tự do, đâu có. Nó cũng có cái hạn chế của cái tập thể chứ. Bảo tôi tự do, tôi muốn làm gì thì làm. À, làm cái điều gì xấu hại cho mình có thể Chúa để mặc. Thì tôi tự do đi nhận hay là các cái dịch bệnh hay là các cái vi trùng cùi hủi Covid. Tôi tự do, nó có ai dám không? Vì nó hại quá đấy. Vậy hôm nay chúng ta tới đây và cha cũng đưa ra một cái ý tưởng thôi. Cha đừng đọc cái đoạn tin mừng ở đây, nhưng mà thôi chúng ta cũng đã nghe rồi. Đó là một người thanh niên chạy tới hỏi Chúa Giêsu: thưa Thầy, tôi, con phải làm gì để tốt hơn và nhờ đó con được sự sống đời đời. Vậy cái đề tài suy niệm vắn tắt, sau đó có chút thời giờ chúng con khoảng đôi ba điều vì nó quá ít. Có lẽ chúng con cũng thích để lắng nghe một số các cái câu hỏi thắc mắc hơn là nghe một chiều. Nhưng mà cha cũng thấy cần thiết vào hôm nay cả cộng đoàn chúng ta cầu nguyện cho mỗi người chúng con. Vậy chúng con đặt ra câu hỏi: con phải làm gì? Lạy Chúa, con, riêng con, trong cái tuổi của con, hoàn cảnh của con, gia đình của con, quá khứ của con, hiện tại của con phải làm gì để tốt hơn? Chúng con tự trả lời. Mỗi người phải tự hỏi câu đó trước mặt Chúa một cách âm thầm riêng tư, và sẽ nghe Chúa trả lời. Dạ.
phải hỏi trước. Nhưng mà thật ra mình hỏi để cho nó gọi là cái luật chung. Chúa quá biết rồi, mình bản thân sợ không dám muốn biết sự thật về mình. Còn nếu chúng con can đảm và chúng con tự hỏi mình, tôi phải làm gì với tình trạng của tôi hiện nay, đang có cái xấu, đang có cái chưa tốt, về tôi muốn tốt thì tôi phải làm gì? Mỗi người phải tự đặt câu hỏi đó. Vì mọi người đều muốn tốt, còn cái người không muốn tốt thì tôi không bao giờ hỏi và cũng sợ lắm. Những người đó hay sợ vì người đó biết rõ mình là ai, mình như thế nào. Cho nên hôm nay các cộng đoàn chúng ta không chỉ cầu nguyện quay trở lại cái nguyên tắc, cái chủ trương cha nói, ai làm thì người đó được hưởng, ai đặt câu hỏi đó cho mình thì người đó hưởng, chứ không phải cha hưởng hay là bạn bè hưởng, cũng không phải là Chúa hưởng. Thế thì ai sợ nên hãy tập. Tôi có tự do mà tôi phải làm. Còn câu trả lời là tôi phải làm gì, mình nhiều khi mình đặt cho nó có cơ vậy. Mình quá biết cái câu trả lời rồi. Và thay vì hôm nay lạy Chúa nói cho con biết con phải làm gì, cha dám chắc mọi người ai cũng biết mình có cái ưu điểm nào và có cái khuyết điểm nào. Cho nên ai muốn tốt bớt cái khuyết điểm thì người đó phải tự làm mà thôi. Còn cầu nguyện cầu xin là một cách nói để chúng ta xin Chúa ban ơn, và Chúa luôn ban ơn, nhưng mà Chúa không áp lực để mình mất tự do. Do đó Chúa ban ơn mà mình nhận hay không lại do mình làm nữa. Như hôm nay không khí tốt lành vân vân, mình có nhận hay không do mình. Vậy Chúa ban ơn hôm nay chúng ta gần 3,000 bạn trẻ tới đây ngồi đây là ơn của Chúa ban. Cái môi trường lòng Chúa thương xót đây cũng là ơn Chúa ban. Các cha, các thầy, các bạn tới đây cũng là ơn Chúa ban. Còn mình nhận hay không tùy từng người trong chúng ta. Vậy chúng ta cầu nguyện là đương nhiên, nhưng mà cha cũng nhấn mạnh, nếu cứ nói cầu nguyện tức là mình khoán cho người khác, mình phải làm. Và cầu nguyện cũng phải là một hành động, tức là mình phải hành động, phải làm, chứ không phải xin nữa. Cứ khoanh tay lại hay là chờ xúc động rồi cứ xin, tức là vô lý, công bằng. Chứ cứ xin mà thôi chưa đủ, phải làm. Chúa ban ơn qua cái tích cực, mình làm nhiều mình hưởng nhiều, không làm không hưởng. Chứ không phải là Chúa cứ vậy mà ban ơn cho những người lười biếng, ban ơn cho những người không làm là vô lý. Rồi sau khi chúng con làm cho mình như vậy thì chúng con thấy Chúa dùng chúng con như một dụng cụ. Không chỉ bản thân mình hưởng, so với những gì chúng con có nhìn lên, có thể chúng con chưa bằng nhiều bạn trẻ khác, nhưng nhìn xuống chúng con đang được hơn biết bao nhiêu người trong khu vực chúng ta đây, cũng như trong cái sứ mạng, cái đối tượng và lòng Chúa thương xót đang mời gọi chúng con. Chúng con thấy làm cái gì để mà được tông đồ giúp cho những người gọi là khó khăn hơn chúng ta, nhất là về mặt thiêng liêng. Như hôm nay chúng con dâng một chút hy sinh, thích là cầu nguyện bù lại cho những bạn bè, những bao nhiêu người họ được ơn đến tập, họ được ơn sám hối trở về với Chúa. Vậy tông đồ lòng Chúa thương xót nghĩa là mình trở thành cánh tay nối dài mang tình thương, lòng thương xót của Chúa tới cho những người bất hạnh, thường thường là những người nghèo khổ cùng cực vật chất và tinh thần. Về phương diện này có thể chúng ta lần lần về vật chất, thể xác, nhưng mà về tâm hồn chúng ta đầy thương tích,
đầy khuyết tật về linh hồn, về thiếu niên. Ngược lại có nhiều người nghèo khổ hơn chúng ta, như ở đây có một số các em tâm thần, có một số người tàn tật về thể xác, họ thua chúng ta, nhưng trái tim tâm hồn của họ không có khuyết tật. Vậy cái điểm thứ hai hôm nay ta chia sẻ và mời chúng con, không chỉ hôm nay chúng con hãy trở thành một cánh tay nối dài của lòng Chúa thương xót cho những người nghèo khổ cùng cực bị bỏ rơi cả tinh thần lẫn thể xác, vì chúng con đang nhận biết bao nhiêu ơn của lòng Chúa thương xót, không phải là phép lạ. Nó có cái kỳ lạ, kỳ diệu phi thường. Chúng con đừng coi phép lạ, như thế mới là thỏa mãn chúng con. Chúng con hãy suy nghĩ ngược lại, lòng Chúa thương xót, phép lạ của Chúa trao cho chúng con liên lỉ ngay bên cạnh chúng con. Có thể chúng con ít khi nghĩ, hôm nay cha đưa cái tư tưởng này để chúng con nghe và chúng con chấp nhận. Chúng con phải nhìn nhận chúng con đang đầy ắp phép lạ của lòng Chúa thương xót. Cụ thể trước mắt hôm nay đa số có cái khăn khẩu trang. Tại sao vậy? Vì thở, người không thở được do vi trùng nó làm tan cái phổi. Và bấy lâu nay chúng ta hít thở không khí qua tặng nhưng không. Ngược lại những người nằm ở trong nhà thương phải đi mua cái bình không khí bao nhiêu tiền. Và những người không thở được phải mua nhiều cái bình để chứa oxy giúp cho người đó thở được. Các chị ăn cứ một hai cái tôi để đó là phép lạ. Đó là ơn Chúa và lòng Chúa thương xót. Bây giờ phải đi mua cái oxy mới thở được, hay là cái phổi của mình, cái máy phổi của mình bấy lâu nay làm việc tốt, bây giờ do Covid cái vi trùng nó vào, nó làm cho chúng ta ngộp thở, và có một số đông chúng ta vừa ra khỏi cái dịch bệnh Covid và một số đang chịu cái hậu quả hậu Covid. Vậy lòng Chúa thương xót đầy ắp, hay là phép lạ, hay là Chúa đầy ắp nơi chúng ta. Sức khỏe của chúng ta là quà tặng của Chúa. Mắt, mũi, tay, chân của chúng ta là phép lạ của Chúa. So với các em khuyết tật tâm thần chúng ta thấy đó. Tại sao họ cũng là con cái Chúa mà họ không được? Trong khi chúng ta được những cái phép lạ, những cái quà tặng đó, chúng ta coi thường, chúng ta tưởng mình coi như là có quyền đòi hỏi. Khi nào chúng con đau mắt, khi nào chúng con ngộp thở, chúng con sẽ thấy ngay. Phép là Chúa ở gần ngay trong trái tim của chúng con, trong máu huyết của chúng con, trong hơi thở của chúng con. Và hôm nay chúng